Kính bạch sư cho con hỏi, hiện nay Facebook, TikTok, con thấy rất nhiều cư sĩ, có cả người không phải cư sĩ, Phật giáo giảng pháp, lại có trường hợp mang giáo lý Phật dạy thành khóa kỹ năng sống và thu học phí rất cao. Nội dung thì có phần đúng, có phần sai. Nếu người đó giảng sai thì có bị nghiệp gì không ạ? À, dạy pháp Phật mà thu học phí thì có bị tội không? Theo lời dạy Đức Thế Tôn, người cư sĩ có được thuyết pháp giảng pháp không? Nếu được thì người đó cần phải có những điều kiện gì? Có cần bằng cấp gì không? Nếu có thì xin sư cho con biết phải học ở trường nào? Thứ nhất là nếu như mà mình nói sai pháp thì mình đi địa ngục thôi. Cái chuyện đó nó gọi là nó đương nhiên, mà đương nhiên đó là cái chuyện mình phải cẩn trọng. Cho nên khi mà các sư nói pháp, các sư luôn cẩn trọng. Có cái gì mà các sư không chắc là các sư không nói. Cái gì mà nó thuộc về ý kiến cá nhân thì sư sẽ nói đó là ý kiến cá nhân. Chứ tránh tối đa và thậm chí là không được để trường hợp nào mà mình nói sai về Phật. Thì đó là sự cẩn trọng. Tuy nhiên người cư sĩ Việt Nam, sư không dám nói cư sĩ nước ngoài, ở các nước khác ai biết họ như thế nào, mà người cư sĩ Việt Nam mình thì phần lớn hầu hết là thiếu sự cẩn trọng này. Cho nên là nói thì nó rất dễ sai. Còn cư sĩ có được nói pháp hay không thì xin thưa, cư sĩ được nói pháp bình thường, cư sĩ được thuyết pháp bình thường. Tuy nhiên, cái nơi để thuyết pháp thì nó phải là một nơi phù hợp. Nơi phù hợp ở đây tức là nơi không phải là của chư tăng. Ví dụ như nơi nào mà chư tăng, cái nhiệm vụ thuyết pháp á, là việc của chư tăng, thì cư sĩ không được chen vào, bởi vì đó là không hợp lẽ. Sư nói thậm chí ngay cả chư tăng với nhau, vì nhỏ tuổi hạ hơn cũng không được tranh cái quyền thuyết pháp, mà cái việc thuyết pháp phải để cho vị lớn hạ nhất. Rồi cái nếu như vị lớn hạ nhất á, không thuyết thì mới nhường lại cho cái vị thấp hơn. Rồi cứ như thế nhường xuống cho tới cái vị mà có thể thuyết pháp. Trừ trường hợp được chỉ định. Chứ còn một vị nhỏ hạ hơn cũng không được quyền mà leo lên mà tự ý thuyết pháp. Nói như thế để quý vị biết là được thuyết pháp chứ không phải không. Nhưng mình phải biết mình thuyết ở chỗ nào, biết cái vị trí của mình. Và cái vấn đề tiếp theo á, là cái điều kiện. Thì ở Việt Nam mình chưa có điều kiện chuẩn hóa như một số nước quốc giáo. Ví dụ như ở Thái Lan hoặc là ở Miến Điện, anh muốn thuyết pháp thì anh phải đi học, rồi anh có những cái bằng xác nhận thì anh mới có khả năng thuyết pháp. Tại sao vậy? Bởi vì khi anh học như thế đó thì cái lượng kiến thức anh có nó sẽ đảm bảo cho anh việc anh thuyết pháp nó không lệch ra khỏi chánh pháp. Tuy nhiên cái gì cũng vậy, nó có hai mặt, mặt lợi và mặt hại. Mặt lợi á, là như vậy thì sẽ đảm bảo cái chất lượng đồng đều của giảng sư. Nhưng mà mặt hại thì có nhiều vị học ra cho đã rồi sách vở kiến thức trả lại cho thầy hết. Sư không biết tình hình ở một số nước quốc giáo như là ở Thái Lan, Miến Điện như thế nào, nhưng mà sư biết là có một số vị thì cũng đi học, học nhiều lắm, học trung cấp rồi cao cấp giảng sư rồi các thứ ra thì chữ nghĩa trả hết cho thầy. Sư không có cào bằng nha, nhưng mà sư có một số vị như thế.
Thì quý vị nghĩ nó sẽ như thế nào nếu như mình cầm một cái bằng ra mà cái bằng nó chỉ là một tờ giấy thôi, còn trong đầu mình không có gì hết? Thì khi mà mình coi trọng bằng cấp quá thì đó sẽ là một cái tệ nạn. Rồi cái vấn đề thứ hai á, là sẽ có những vị, các vị ấy không cần một cái hệ thống đào tạo nó rườm rà phức tạp mất thời gian như thế, mà các vị ấy có khả năng học rất là nhanh và có thể nắm bắt được giáo lý. Bằng chứng là ở trong kinh tạng có nhiều vị sa di 7 tuổi vẫn làm pháp sư, có những vị tỳ kheo trẻ tuổi vẫn làm pháp sư đó. Thì khi mà chúng ta hệ thống nó thành một cái quy chuẩn cố định như vậy thì mình sẽ loại ra những cái trường hợp mà đặc biệt, thì mình lại vô tình mình khiến cho các vị ấy mất thời gian. Thì cái nào nó cũng có hai mặt. Còn ở Việt Nam thì có các trường cao đẳng Phật học, rồi đại học Phật giáo, rồi cao cấp giảng sư của giáo hội. Thì rất nhiều các thầy Phật giáo phát triển thì đi theo và cũng đã tốt nghiệp thì có, cho nên là nói có thì có, chứ còn Phật giáo nguyên thủy thì rất tiếc là Phật giáo nguyên thủy Nam Tông Kinh á, thì chưa có một cái trường để đào tạo để cho nó ra một cái Phật giáo nguyên thủy. Tại quý vị biết á, bên cạnh cái tính chung thì nó cũng có cái tính riêng của hệ phái. Không thể nào mà một ông sư Phật giáo nguyên thủy mà lại phải đi làm bài kiểm tra, phải học để trả cho được cái và phải mất thời gian để đi học kinh A Di Đà, rồi Lăng Nghiêm, rồi Pháp Hoa. Nó không cần thiết. Thì nó cần một cái môi trường đào tạo chuyên sâu. Những cái khác thì mình biết là biết vậy thôi, nhưng mà cần đào tạo chuyên sâu á thì mình thiếu cái điều kiện, thì nó có nhiều lý do lắm, nói nó hơi lạc đề. Nhưng mà tóm gọn lại đó, cái điều kiện để cho một vị cư sĩ và tu sĩ có thể thuyết pháp, làm ơn làm phước nắm giùm sư kinh tạng và chú giải, bằng cấp đôi khi chỉ là một tờ giấy thôi, nó chỉ xác định là anh đã từng trải qua thời gian đào tạo như thế. Nhưng cái quan trọng là trong đầu của mình á, có kinh hay không đó mới quan trọng. Cho nên anh muốn thuyết pháp, anh muốn giảng đạo thì anh cần phải bám sát vào kinh và chú giải. Còn anh đi ra ngoài thì xin thưa là anh đi lạc đây. Và xin mời Đại Đức Tuệ Tường chia sẻ thêm về vấn đề này. Kính thưa Đại Đức, kính thưa quý vị, thì ở đây hỏi là nếu một người mà đầu tiên á nói là mang giáo pháp Đức Phật mà dạy thành kỹ năng sống nè, thu học phí rất cao, thu học phí rất cao nha, để dùng cái từ gọi là rất cao, rất cao. Nội dung thì có phần đúng phần sai, thực sự là sư cũng không có lạ gì với cái này thưa quý vị, sư từng xem qua rồi, xem qua rồi. Chưa từng xem một cái clip rất là vui, nói vui biết vui là vui theo kiểu mà mình gọi là nó gọi là vui đi, nói vui thì vui là không biết nghe là khi mà dùng cái từ vui mà gọi là nó buồn cười thế vậy, tại vì nói gì đâu mà nó cái căn bản thôi mà nói gì đâu nó căn bản mà vỡ lòng quý vị, mà nói chất quốc à. Giống như là có sư xem một cái clip là của một vị này, thật sự đúng là cái vị này nè, cái người này nè, là đức mang giáo lý Đức Phật dạy thành kỹ năng sống và thu phí rất cao, là có nói một câu này nè, ông đó ông giải thích đó là Đức Phật là dạy bố thí, cái ông giải thích là bố thí vui lắm. Ông giải thích bố thí là gì? Bố là công bố, thí là cho đi, có nghĩa là có nghĩa là cho đi công bố gọi là bố thí như vậy đó. Là đúng đúng là cái trường hợp này là sư biết, nghe là có chứ không có.
Thì rõ ràng trường hợp này giảng sai những cái mà nó căn bản quá, mà giảng sai nó quá nghiêm trọng thưa vị. Tại vì khi mà nói sai nó có nhiều nhiều nó nhiều cấp độ. Giống như quý sư đi, đôi khi quý sư cái số lượng kinh tạng với chú giải quá nhiều đi, đôi khi quý sư có thể nói tên nhân vật của vị thánh tăng này là quên nói lộn của tên nhân vật vị thánh tăng kia. Không, thì cái đó là gọi là cũng là sai đó, cái đó là không không bị biện sai, nhưng mà cái sai này chấp nhận được thưa vị. Cái sai về cái dữ kiện ví dụ ngày tháng này nọ thôi, hay là cái tên nhân vật thôi thì chấp nhận được. Còn mà nếu sai về giáo lý như nãy sư nói đó, bố thí mà ổng mà cái ông đó ông giảng là bố là công bố, thí là thí, nghe là cho đi có công bố, là cái này là nó quá sai lệch thưa vị. Thì cái ở đây hỏi có nghiệp gì không thì xin thưa, những cái nghiệp mà nó thuộc về lời dạy của Đức Thế Tôn, thuộc về giáo lý mà để hướng đến thoát khổ, hướng đến thoát khỏi sinh tử luân hồi. Mà nếu mình giảng sai, giống như vấn đề bố thí trì giới hành thiền mà mình giảng sai nó như vậy, xin thưa vị, cái này là phạm vào cái tội gọi là phỉ báng Đức Phật thưa vị. Mà cái này sư nói là có trong tăng chi nha, chứ không phải là sư nói theo ý sư nha. Sư diễn thì sư nói cái sư kết tội thì phỉ báng, không phải nha. Trong tăng chi nó rất là rõ là gì, những gì mà Như Lai á không nói mà cũng không thuyết á, mà cái người đó, đó nói Như Lai á, là có thuyết có nói, thì cái đó là phỉ báng Như Lai. Và những gì Như Lai có thuyết có nói mà lại còn mà ngược lại lại không nói là Như Lai nói mà thuyết, thì cái đó là phỉ báng Như Lai đó. Cho nên cái việc mà cái người mà nói sai cái giáo lý á, hướng đến thoát khổ, hướng đến thoát khỏi sinh tử luân hồi mà Đức Phật giảng dạy á, thì người này mang nghiệp rất là nặng thưa vị. Mà trong rất nhiều câu chuyện ở trong đặc biệt trong tiền thân và trong giải pháp cứu là sự thành phần nha, thấy đa số nha, mà nói sai giáo pháp á, nói sai giáo pháp á, rồi là thành phần đi bốn cõi khổ, mà đặc biệt là đi đi địa ngục rất là nhiều thứ này. Tại vì sao? Tại vì cái nhân mà biết cái nhân á, mà đi đi nói sai giáo pháp á, nói sai giáo pháp mà gọi sẽ gọi trầm trọng đó nha, là cái nhân này nè, nó là cái nhân dẫn rất là dễ dẫn đến cái việc mà chia rẽ tăng chúng. Cái điều này trong tăng chi bảy pháp có nói, thì có nghĩa là cái nguyên nhân mà dẫn đến chia rẽ Đức Phật có nói là thường thường là nói sai giáo pháp Đức Phật, không hiểu sai giáo pháp Đức Phật. Và chính vì hiểu sai, nói sai rồi hiểu sai, không rồi thực hành sai, và đâm ra mới giống như mình trở thành một giáo chủ mới, mình tách ra tăng đoàn, mình tách ra những vị tỳ kheo mà nó đúng chính pháp, mình nói là tôi mới đúng nè đó. Chính vì bởi vậy sao mà cái nghiệp nó nặng lên như vậy thưa vị. Rồi ở đây quý vị nói là dạy Phật pháp mà tu học phí thì có bị tội không ạ? À? Xin thưa vị, dạy Phật pháp thì dạy Phật pháp mà thu học phí thì nó có trường hợp như vậy thưa vị. Giống như sự thấy nha, sự thấy là đặc biệt ở Việt Nam mình, Học viện Phật giáo Việt Nam mình đó là miễn phí nè, không? Và ở trường Phật giáo quốc tế á, ITBMU á, ở bên Myanmar, ở Yangon á, thì nếu mà người nào mà thi đậu á, thì cũng miễn phí toàn phần, hay là trường của ngài sư nhớ như trường ngài Sitagu hình như là hình như cũng miễn phí thì đa phần á. Rồi trường ở bên Sri Lanka, trường cây lá ni giá hình như là cũng cũng miễn phí thưa vị. Và ở Thái Lan hình như trường chùa mà trường Maha Cholong Kong á, thì cũng có thu phí, nhưng giống như là thu phí để một phần nào đó thì bị giống như là thu sư gọi là giống như cho có vậy thôi, đúng không? Để giống như là để duy trì cho những cái giảng sư, tại vì có nhiều trường đại học một số vị giảng sư đó là người cư sĩ thưa vị đó, hay là để cho duy trì cái những cái vấn đề mà sinh sinh hoạt này nó mới nói chung chung quy với căn bản là ở một số nước quốc giáo thì có một số trường đại học, ở đây chỉ nói quốc giáo nha, còn Ấn Độ bây giờ là không còn quốc giáo nha, Ấn Độ là không còn quốc giáo cho nên là không có đề cập đến quốc giáo. Ở đây là thì gọi là ba nước tiêu biểu chính đó, nghĩa là Sri Lanka, Thái Lan và Myanmar, theo sư biết các bạn là hầu như, thậm chí Việt Nam mình hầu như là hoàn toàn là miễn phí. Có thu, nếu mà có họ đóng học phí thì cũng không có bao nhiêu thưa vị, chỉ là không có đáng kể thôi. Cho nên là suy ra là cái người nào mà dạy Phật pháp, nói gì hướng dạy Phật pháp mà
thu phí mà với cái tâm, sử dụng chữ cái tâm nha, cái tâm mà để lại như là biến nó thành một cái Phật giáo á, giáo pháp Đức Phật á, thành một cái gọi là hình thức kinh doanh á, kinh doanh gọi là mượn đạo tạo đời, để sử dụng cái từ mượn đạo tạo đời chứ bị hiểu không? Thì người này là đúng là đi sai cái tôn chỉ của Đức Tôn thưa vị. Đó. Quá rõ ràng. Đó. Còn quý vị hỏi tiếp là theo dạy tôn người cư sĩ thuyết pháp giảng pháp có được được thưa vị, nhưng mà với điều kiện là phải có chánh kiến. Không, phải có chánh kiến giống như tuần tự như Đức Hành Tại nói đó. Là phải nói đúng thời điểm các kiểu rồi nọ. Chứ đâu phải nói là người cư sĩ thuyết pháp được, thậm chí có chánh kiến luôn. Rồi nhiều khi đụng mấy vị sư, có nghĩa là nhiều khi gặp mấy mấy vị sư gọi đè mấy vị sư thuyết pháp luôn, đó đâu có hợp lẽ thưa vị. Cho nên là được, nhưng mà đầu tiên phải có chánh kiến không, và nói đúng giáo pháp và nói đúng đúng hợp thời hợp lúc đó, cái điều 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 đó là nó quan trọng đó. Còn cái điều kiện gì sư nghĩ là theo suy nghĩ nha, cái điều kiện quan trọng nhất đối với sư là cái người đó có chánh kiến rồi đó. Đầu tiên có chánh kiến, chánh kiến là quan trọng nhất, tại vì chánh kiến thì phải mới truyền tải đúng là cái lời Phật dạy, tức là lời Phật dạy rồi xong rồi cái chính vì á cái lời Phật dạy đúng, mình tiếp thu đúng là pháp học mình mới đúng, rồi xong rồi mình thực hành đem ra mới đúng thưa mình. Không, còn đương nhiên thì có cần bằng cấp không, thì bằng cấp thì bây giờ là tùy theo, nghĩa là tùy là bằng cấp thì nó cũng cần quý vị, chứ mình không thể nào phủ nhận được. Đúng không, là giống như ở các quốc giáo thì vì cũng đào tạo chương trình cử nhân thạc sĩ tiến sĩ đó, nhưng mà xin nhớ nói là chung quy nha, ví dụ có bằng cấp, thì đúng 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 là cần thiệt, nhưng mà cái tiêu chuẩn trong Phật giáo là cái người đó phải có chánh kiến, không phải có giới hạnh, nghĩa là phải học và hành theo đúng là Phật dạy đó, cái đó là cái tiêu chuẩn cốt yếu. Rồi quý vị nói quý vị nói học trường nào thì những trường mà sư đã liệt kê đó, quý vị quan trọng quý vị chọn truyền thống nào thôi, không là trường ở bên Miến Điện này, ITBMU, hay là trường đại học Sitaku, trường trường đại học Chia Kinh Đá, không bên Thái thì có trường ở Bí Tham Má của ngài Sắc Tham Má Chotika, hay là trường Maha Chulom Kon, không còn bên Sri Lanka thì có trường Cây Lá Ni Giá với trường Sipa đó, tùy tùy quý vị chọn thôi. Dạ, cũng xin kết thúc một trả lời câu hỏi này.